Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin giơ tay xử tử Hồ Duy Hải, Nguyễn Hòa Bình nhận ghế Bộ Chính trị. Trong danh sách Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 13 công bố vào hôm 31 tháng 1 năm 2021, ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình được một ghế vào Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là ông chánh án đã làm chủ tọa phiên giám đốc thẩm vụ xét xử Hồ Duy Hải vào hồi tháng 5 năm ngoái, vụ án mà gia đình đã phải kêu oan ròng rã 12 năm trời. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã tuyên y án xử tử hình Hồ Duy Hải trong phiên giám đốc thẩm vào hồi năm ngoái. Tại phiên giám đốc thẩm, ông Nguyễn Hòa Bình bác bỏ đề nghị lật lại hồ sơ Hồ Duy Hải, nói rằng không có tình tiết oan sai trong quá trình điều tra xét xử vụ án này, bất chấp nhiều tình tiết sai sót nghiêm trọng trong quá trình điều tra đã bị các luật sư chỉ ra. Đến ngày 12 tháng 1 năm 2021, khi báo cáo về công tác của các tòa án trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình còn khẳng định trong nhiệm kỳ không xảy ra án oan sai hình sự, rằng việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp nào kết oán oan người không có tội. Khi đó, một luật sư ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Công Út cho rằng nói không có án oan là nói theo kiểu chủ quan của ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Vị luật sư này cho biết, nếu nói nhiệm kỳ qua của ông chánh án Nguyễn Hòa Bình thì tôi thấy ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng ở huyện Tuy Đức, hai vợ chồng đều bị oan. Ngành tòa án phải xin lỗi và vừa rồi phải tạm ứng tiền bồi thường và đang trong quá trình giám định thiệt hại, thương lượng bồi thường. Đó là việc tôi biết và có việc trực tiếp tham gia trong việc bồi thường án oan này. Như vậy, nói không có án oan là không hề đúng. Tại vì việc minh oan cho ông Võ và bà Thưởng là cách đây 2 năm. Cách đây 2 năm thì nó rơi vào nhiệm kỳ của ông Nguyễn Hòa Bình. Do đó, đây là câu nói mang tính báo cáo mà không hề trung thực. Việc ông Nguyễn Hòa Bình lọt vào Bộ Chính trị sau Đại hội Đảng 13 khiến nhiều người quan tâm cảm thấy rất bất bình. Đối với tiến sĩ Mạc Văn Trang, người từng có những bài viết về các vấn đề chính trị và xã hội ở Việt Nam, vụ xử Hồ Duy Hải bị dư luận chỉ trích, thậm chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cả chủ nhiệm Ban Pháp luật Quốc hội cũng phải lên tiếng. Nhưng người thủ lý cao nhất thì phủ nhận và nay thì lọt vào Bộ Chính trị thì quả là điều hết sức khó hiểu. Ông nói, tôi thấy kinh nghiệm và thực sự không hiểu nổi, bởi vì điều này thể hiện cái gì trái với lòng dân, trái với cơ quan lập pháp là Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, trái với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình từng là công an rồi kiểm soát viên trước khi trở thành chánh án tối cao. Ông chánh án Nguyễn Hòa Bình từng đóng vai công an, sau đó sang Viện Kiểm sát rồi cuối cùng sang tòa án. Vụ án Hồ Duy Hải trong tay ông rất nhiều bí ẩn không thể hiểu được. Nhưng mà ý đảng thì chịu, đó là sự sắp xếp của Ban Tổ chức Trung ương và quan hệ bên trong mình không thể nào hiểu được. Người ta có công khai đâu, dân không biết, dân không bàn thì làm sao hiểu được những bí ẩn đó. Trao đổi qua thư với đài FA, nhà báo Kha Lương Ngãi, nguyên phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng thuộc Đảng Bộ Cộng sản Đảng Hồ Chí Minh, hiện là thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, đã nhận định vì ông Nguyễn Phú Trọng quyết tâm trụ lại chức vụ cao nhất để bất chấp điều lệ đảng, thành thử phải chọn ông Nguyễn Hòa Bình là một thuộc cấp tham quyền cố vị như ông mà thôi. Đây là điểm tối cho ngành tư pháp Việt Nam trong những thời gian tới đây. Ông nói, xuất phát từ việc ông Nguyễn Phú Trọng bất chấp điều lệ đảng, tức là luật của đảng, để giành quyền làm tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ, thì việc đó tôi và rất nhiều người vô cùng ngạc nhiên là ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, người có quyền chỉ đạo việc cầm cân nảy mực trong hai vụ án Đồng Tâm và Hồ Duy Hải với quá nhiều tai tiếng về tố tụng, điều tra, xét xử, lại được trúng cử vào Bộ Chính trị và sẽ đảm nhiệm một chức trách trưởng ban nội chính của Trung ương. Điều ngạc nhiên được giải đáp bởi luật của đảng đã bị chính người đứng đầu của đảng là ông Nguyễn Phú Trọng vi phạm. Vậy thì luật của dân do dân vì dân là luật chỉ để cai trị dân, để tùy tiện xét xử dân theo quyền lợi và lợi ích của nhà cầm quyền mà thôi. Cho nên sắp tới đây, bản án bất minh và bất chính về Hồ Duy Hải và dân làng Đồng Tâm chắc chắn sẽ làm y án và sẽ được thực thi. Còn ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Hòa Bình thì vẫn nghiễm nhiên ngồi trên danh vọng và bất chấp luật lệ. Vụ án Đồng Tâm được nói đến liên quan đến tranh chấp đất đai và chính quyền Hà Nội dẫn đến việc tấn công của công an và Đồng Tâm vào đầu năm ngoái khiến 4 người thiệt mạng. Đây là hình ảnh
Ông Lê Đình Kình, người được dân làng Đồng Tâm hết mực tôn kính, là người một lão thành cách mạng và đảng viên kỳ cựu, đã bị Bộ Công an Việt Nam hạ sát bằng súng giảm thanh ngay tại giường ngủ vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, và sau đó ông còn bị mổ bụng phanh thây. 29 dạng người dân làng Đồng Tâm thì bị kết án và kết án tù cho đến án chung thân và tử hình với cáo buộc giết người và chống người thi hành công vụ. Vụ án bị quốc tế lên án vì có nhiều khuất tật. Ông Nguyễn Hòa Bình bị dư luận chỉ trích vụ án Hồ Duy Hải, nhưng đó là dư luận của các tổ chức xã hội dân sự bị Đảng Cộng sản xem là thế lực thù địch, là nhận xét của giáo sư Nguyễn Đình Cống, một cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nói, vì thế họ không nghe đâu. Tuy ông Bình bị chất vấn ở Quốc hội, nhưng ông đã chống chế và Quốc hội cũng tạm cho qua. Hơn nữa, việc làm của ông Bình đã được ông Trọng khuyến khích. Cơ bản, việc ông Nguyễn Hòa Bình và Bộ Chính trị được ông Nguyễn Phú Trọng chọn vì cùng phe nhóm với mình. Và rồi, Cộng sản và đặc biệt là ông Trọng đã huênh hoang rằng cần chọn người có đức, có tài, nhưng thực chất họ chủ yếu là chọn người cùng phe cánh và chia chác quyền lực giữa các nhóm lợi ích. Đường lối và cách thức chọn cán bộ của họ có nhiều điều phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học, nên rất khó chọn được người có thực tài, trung thực và liêm khiết. Ông Nguyễn Phú Trọng thì rất muốn dựa vào công an và tòa án để đàn áp, để triệt hạ những người bất đồng chính kiến có phẩm chất cao thượng, vì thế cần dùng những kẻ chà đạp công lý, pháp luật, dám bất chấp dư luận của nhân dân. Vì đã dám đạp lên đầu và lên điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng với quy định Tổng Bí thư không được làm quá 2 nhiệm kỳ, nhưng ông vẫn bỏ qua để làm tiếp nhiệm kỳ thứ 3, thì ông vi phạm trắng trợn điều lệ của Đảng. Thì chọn cán bộ bị dư luận chỉ trích của Bộ Chính trị cũng là việc chẳng kiêng dè, nhưng nó báo hiệu sự mặt vận đang tới gần, là phần kết của ông giáo sư Nguyễn Đình Cống đã chia sẻ với Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ càng ngày càng đi vào nơi ngõ cụt. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong phiên bế mạc Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. Thường thì theo dõi tình hình thế sự trong nước, phóng viên tờ Thời báo .d từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức cũng nói rằng Hà Nội thường tự nhận mình là nhà nước pháp quyền với đầy đủ hành pháp, lập pháp và tư pháp. Thế nhưng chọn một ông chánh án, tắc trách và quyết đoán vào Bộ Chính trị khóa mới là thông điệp cứng rắn cho bất cứ ai dám chống lại án lệnh hay phán quyết của tòa do chính phủ chỉ đạo. Người như vậy không đủ khả năng, đạo đức cũng như nhận thức về mặt nhà nước pháp quyền. Người dân không thể có cách nào kêu oan hay được xét xử một cách công minh, bởi vì Đảng trực tiếp chỉ đạo những vụ án trọng điểm để loại bỏ đối lập, loại bỏ bất đồng hay bất lợi cho Đảng. Có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam cần những con người như ông ta tiếp tục sử dụng sự vô pháp, tiếp tục đàn áp, loại bỏ, bất đồng, bất lợi những thứ mà Đảng không muốn có trong thời gian tới. Và Đảng chọn ai là tiêu chí riêng của họ, dân có chọn đâu mà quyền thắc mắc, là lý giải của blogger, tiến sĩ đã từng bỏ Đảng Đinh Đức Long. Chọn một người chứ không phải cứ theo Cộng sản nói là đủ tiêu chuẩn, là đủ mà có những yếu tố khác. Tôi xin nhắc lại một câu nói của ông Hồ Chí Minh vào năm 1946, chính quyền non trẻ của nước Việt Nam, Dân chủ Cộng hòa ra đời, trong ấy có cả vua Bảo Đại. Nhiều quan lại, nhiều bộ trưởng của chính phủ Trần Trọng Kim cũng tham gia vào chính phủ của ông Hồ Chí Minh. Khi đó, các cán bộ nhân dân theo chủ thuyết Cộng sản thắc mắc tại sao những người như thế mà được giữ những chức vụ cao trong chính phủ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Ái Quốc, tức là Hồ Chí Minh, người đã đưa chủ thuyết Cộng sản vào Việt Nam. Ông Hồ Chí Minh khi đó đã nói câu này: phân có dơ không? Dùng phân mà bón ruộng thì các chú có dùng không? Hoặc là trở lại vấn đề ông Nguyễn Hòa Bình cũng thế thôi. Có thể ông ấy làm mất lòng dân, làm mất lòng một số người trong Viện Kiểm sát Nhân dân chẳng hạn, nhưng ông lại có lợi cho một số phe nhóm nào đó, lợi cho mục đích nào đó thì người ta vẫn đưa vào. Từ điểm này, tiến sĩ Đinh Đức Long nêu tiếp lý ví dụ về việc lưu giữ hai nhân viên chức trong nhiệm kỳ khóa 12 là ông Đinh La Thăng và ông Vũ Huy Hoàng. Ai chẳng biết ông Đinh La Thăng và ông Vũ Huy Hoàng là quân của hai ông nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Nhưng mà rồi từng bước người ta loại ra hết. Trở lại chính phủ liên hiệp của ông Hồ Chí Minh, khi lên nắm quyền chủ tịch nước, chủ tịch đảng, thậm chí là bộ trưởng Bộ Ngoại giao nữa, thì ông loại dần ra và đưa người của ông vào. Ông Đinh La Thăng và Vũ Huy Hoàng là những quan chức cấp cao của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản khóa trước, nhưng đã bị kỷ luật và bị tuyên án tù sau đó về những sai phạm trong quản lý. Đó là chính trị của một đất nước cộng sản như Việt Nam tới giờ phút này. Blogger Đinh Đức Long giải thích tiếp,
Vì thế, hãy xem chuyện cho ông Nguyễn Hòa Bình vào Bộ Chính trị có thể ít nhiều phản ánh cái tiêu chí, cái kế hoạch dùng người không bao giờ rõ ràng, không bao giờ minh bạch của Hà Nội trước đây vẫn như vậy. Và với những thủ đoạn như vậy của Đảng Cộng sản Việt Nam thì gần 100 triệu người dân dường như đã bị loại bỏ ra khỏi quyền lực lãnh đạo đất nước của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm 2021 với bản tin giơ tay xử tù Hồ Duy Hải, Nguyễn Hòa Bình nhận ghế Bộ Chính trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.